Happy holiday! Ho ho ho! Ơi, các con vui không? Vui không? Bây giờ để cô xin phép hỏi ông già Noel vài câu kia. Xin ông già Noel có thể cho tất cả mọi người ở đây đang chờ đón ông già Noel tới được biết, và nhất là các em nhỏ, là ông già Giáng sinh từ đâu đến? Ông già đến từ con phố Trung Phố. Bây giờ cô mời các em. Xin chào tất cả các phụ huynh học sinh có mặt ngày hôm nay. Hiện nay trong phong trào võ thuật đã và đang phát triển ở nhiều nơi trong nước, thu hút đông đảo thanh niên, nam nữ và thiếu nhi tham gia tập luyện thường xuyên để hướng tới mục đích là luyện sức khỏe, kỹ năng tự vệ. Nhưng bên cạnh đó cũng còn có không ít những bậc phụ huynh tuy rất muốn
cho con em mình học võ thuật. Nhưng đã không hề phát Việt Nam. Đây là lão hậu Di Sơn, nghe bắt đầu vào không? Cô tung hai chân đạp trước khi mặt vào đó, vật tên phía sau ra trước. Âm rong. Make him spicy, Papa.